Cả nhà chúng tôi trời mưa không ai xuống cả, chỉ có một mình tôi và bé Đông Hà cùng Lê Hậu cùng anh Thanh Đông đâu rồi? Ông đâu rồi? Chị nè, đây nè, cái người hôm nay có chị xuống nè. Ngồi chút chứ đừng anh trai. Đó, đó rồi cuối cùng là Vũ Lưng với bà Minh Tuấn chịu không nổi xuống luôn. À, đây có hai người chị của tôi, một chị Lan và chị Chi ở Úc Châu đi theo hộ tống. Còn má Mỹ cái chân yếu quá rồi, má Mỹ không chịu đi. Sao? Thế nào hà? Cô Ni tại sao không xuống Opera House chụp hình sợ lạnh hả? Đó. Có mình chị Hiền xuống hả? Có mình đâu có chị, xong cái lôi được anh Đông rồi Vũ Luân với Phạm Anh Tuấn. Lê Hậu. Lê Hậu nhà ta caramel đặc biệt của tôi, special caramel. Vừa nãy nói gì đợi tin. Chị Huyền chụp với anh Long nhiều. Anh Long với Trinh Trinh tại sao không xuống chụp cả? Không có nhu cầu hả? Bé Loan của cô Quyền hôm qua chụp đã rồi, hôm nay trốn phải không? Rồi đây bà trưởng đoàn hai ca, bà mệt quá, bà nằm dài như vậy nè. À, nhưng mà cái mặt vậy đó, nhưng mà xuống shopping là chạy phải không con? Con lên xe con mất ối. À vậy hả? Nhưng mà mẹ nói là xuống shopping là con chạy đi mua đồ phải không? Opera House thì không thích chụp phải không? Hôm qua con chụp hơn Opera House rồi. À, còn em gái tôi đang diễn xuất để chiến cùng khán giả Úc Châu. Ôi da. Bây giờ tới quay qua tôi một tí chứ. Rồi, chúng tôi đã tới Sydney Opera House. Đó, đừng có để lạc nha mấy đứa. Bây giờ anh Long anh bỏ ở West Hill. Rồi cả nhà mình đi. Thôi đi đi theo đoàn đi để nó để lạc. Ở trong đây có bán kem không chú Long? Nè, kem Nhật nè. Kem ăn kìa. Kem ăn Long ơi. Có. Em nghe nói rằng là anh hứa là cho tụi em ăn kem đó. Ăn kem hậu qua anh. Ở trên lầu có cà lem. Có xương xương. Ở trên lầu có cà lem rất là ngon. Cà lem. Italy, Editor, I love it. Quay lúc nào dừng? Trời ơi, người ta đẹp mà thì thấy không được rồi, thay dĩ là thấy không được rồi. Ngộ ghê nha, ngộ ghê nha. Ủa, shop bên ở đâu có vậy thôi hả? Dạ nha. Lên lầu hả? Để dành tiền nha, con sót sót. Sao sao lắm. Dành tiền đó nghe chưa? Con bé của tôi. Đây nha, đi theo một rồi. Út bà. Dạ. Đi theo út thôi, nó mua thôi. Con cứ nhìn thôi, để dành tiền luôn lấy nhỏ nha. Trời ơi, trời, chị ba cũng nó nghèo lắm hả? Để nó, không biết nó chơi bên em. Kế bên em là cây tiền. Đại gia phải không? Thì bây giờ con Ni nó mua thôi. Ni nó mua thôi, xài chuyện Ni chứ bây giờ chị thật ma. Ok. Không, bây giờ cho nó xài lại chị. Ở đây không biết đi chỗ. Bà đại gia kia. Bà đại gia kia. Bà xài tiền ra. Chị ăn đi nó bây giờ nó xài tiền đâu, con quỷ này nè. Nó chồng thử cho. Burberry. Chị Huyền cứ đi chọn đi. Nói chung là kỳ này là Ngọc Huyền qua Sydney là chỉ đi shopping chứ không phải là đi hết. Dạ chỉ shopping cho nên là chủ yếu là dẫn em đi chơi. Chưa lãnh hơn, chưa làm hết là shopping. Tôi còn tôi chưa yêu cầu, tôi không mua sắm gì cả, chỉ đi shopping. Chỉ đi shopping và không mua sắm gì cả. Như Huyền đang hiện giờ không có tiền. Tại à? Mập bầu chứ không có tiền mua. Nghe đồn ngọng qua bầu vô á. Anh ơi, anh hỏi thử nó tiếng Anh ơi. Anh ơi, có người bán hàng tiếng Việt.
em nói chuyện để cho khỏi số tiếng Nhật để giết đầu với em. Không ai xung quanh. Dạ, dạ không anh nói tiếng Việt, em nói tiếng Việt. Dạ con nói tiếng Việt. Dạ. Không, con nói tiếng Anh gì con. cho chú Lâm. 47. 47, 47. Dạ. How much? Cùng giá. Không anh ơi, thì giờ đó anh kem cũng tốt. Dạ, dạ, ở đây không có bán. Rất là dễ thương nha. Nó nói tiếng Lai Lai dễ thương quá. Dạ, thật ra cô cũng nói Lai Lai giống con được đấy. Mà xanh đẻ bên đây là gì? Dạ, xanh đẻ nó nói lệ 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 lệ. Nhưng mà cái gì không có ăn kem. Dạ anh tặng cái xóm đi. Đúng rồi đó. Ôi mày quá. Ta gầy vậy em đi. 40, 47 đồng mà anh à. Trời ơi, Trời ơi, Hậu ơi, Hậu ơi, cái tiếp này nha Hậu. Ngọc Huyền qua đây là bữa cơm của ông chủ yếu em. Sắp lên thôi. Chị em là chị. Chị có mua son này nè. Em gái đúng không? Rồi kêu ổng mua, ổng nó không mua. Thì bây giờ em làm sao đi? Làm sao để cho mua? Để cho mua đi. Thầy của em mà. Thầy của em mà. Không, ổng sẽ trả lời là không. Mua cho mọi người. Anh cũng có mua lắm nhưng mà vợ anh Trinh Trinh nó giữ tiền hết rồi. À, ghê đồn. Này, em chỉ biết nhìn thôi, nhưng mà ai dò sải. Câu này, nó lại. Thích nha. Chỉ biết nhìn thôi, nhưng mà ai cho em thì em xài nha mọi trời ơi, không biết. Ủa, mai mình hát đâu vậy mấy đứa? Em hát đâu vậy chị đó? Đây, à, Smith. 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 Mua bóp. Có quen à. Đi shopping. Ủa, mấy giờ bển vậy? Wow, mua một cái thác nhỏ này đó, chocolate tôi thích thôi. Hỏi mua hoài nó nói nó không bán cho Út nè. Út, hoài chocolate nè.
Nơi mà chị Huyền và Bình Tinh sẽ đi là Louis Vuitton. À, tính toán với Lê Hậu sẽ quay nhưng cuối cùng là đi với Bình Tinh shopping. Tôi diễn shopping với em tôi chuẩn bị. Chị biết mà tin. Để một chấm con trai con gái kinh của anh Linh. Thì khi mà đi với Học Loan qua Úc á, thì thật sự là Ngọc Quyền xúc động, bởi vì lần đầu tiên Ngọc Quyền đặt chân tới Úc là đi với anh của Linh. Thì đừng nói bây giờ đi qua Úc với anh Kim Long thì nhiều lần rồi, với anh Vũ Linh cũng nhiều lần, nhưng mà lần đầu tiên chúng tôi đặt chân tới Úc là đi với anh Vũ Linh. Thì bây giờ đi với con ảnh thì quý vị nghĩ sao, cái bồi hồi, cái xúc động, cái cảm xúc nó lạ đó, có một gì đó mất mát, một gì đó yêu thương, một gì đó vấn vương và một gì đó gợi nhớ và một chút gì đó an ủi nữa. Giờ là cô Quyền nghe con hát đó nha, ghé lên nha con, đáp lại tình thương yêu của khán giả dành tặng cho con nha. Đáp lại con gái con không ngờ đi cô chú ở đây được anh hạnh phúc giờ cùng sân khấu với cô chú. Giọt nước mắt thật đó, giọt nước mắt thật đó quý vị. Cô Quyền không khóc mà con làm cô Quyền khóc của bà. Dạ. Cô Quyền không khóc mà con làm cô Quyền khóc nha. Khăn của bà Linh đó. Ủa khăn của bà Linh đó hả? Dạ. Dạ. Mình nhớ ba thì mình phải làm tốt hơn, mình làm cái điều mà để cho ba hạnh diện không. Lần này Ngọc Huyền đi qua đây cũng là một cái bồi hồi cảm xúc lớn đó quý vị, bởi vì sẽ hát Giang Sơn Mỹ Nhân, tất cái tác phẩm mà được khán giả yêu thích nhất với anh Linh, và hát cái con của anh Linh là Vũ Luân đó quý vị. Hẹn gặp quý vị khán giả sẽ đi ngày mai nha. Gặp từ hôm qua đến giờ. Thôi em có nữa.
nhỏ nó như nít vậy đó. Con nhỏ. Nhưng mà nó vô tư lắm mà sao nó vô tư hoài. Đã đi qua Úc, em gái Bình tin tặng cho tôi một chai dầu thơm mà có ghi tên của tôi nè, em đã hát là Ngọc Huyền. Hai cái này chị đại. Đó, cái này là của Ngọc Huyền. All the Ducks Senses. Và cái này là màu tím, Purple To You, có chữ NH Ngọc Huyền. Còn cái này là của Hồng Loan. Hồng Loan là dẫn hàng Hồng hàng. Loan nè. Hồng Loan nè. Hồng Loan là HL, thấy không? Mà tôi nói là của Huyền Linh. Nó không có sao cả. Dây sóng gió. Dây sóng gió nữa. Rồi đâu rồi, cái hộp của con gái đâu rồi. Đây, của mình tinh tặng. Nó cái này là của Rồi, đâu, đây nè, của mình tinh tặng cho anh Móm nè. Rồi, Móm. Dạ. Rồi, dẫn nè. Cảm ơn ba của em. Rồi. Còn cái này đó là của chị Nhi tặng cho Bình Tinh. Trời ơi chị ơi, chị qua đây chị phải cho tụi nó ăn đồ Mỹ. Ăn đồ Việt Nam cho nó ăn đầy rồi. Nhưng mà nó có cái gì đó, cái da mà ập vô, da đó mà ngọt mình. Vì giờ tóc nó ít rồi, từ ít rồi. Nó dài. Không nhanh quá. Cái này là tập thử sớm. Thử không? Đây có rồi. Để cho nó đi rồi xong. Đãi cho em con tôm. Rồi em con tôm. Đâu rồi. Đây. Bát đây. Rất là đẹp luôn.
mà nó không có đau chứ không phải đau. Thấy đau đâu? Đau là tại vì nó không có chú nó bảo em đi thử mà chị đang về mặt lên bé rồi. Chú Huyền qua đây nào. Đây, hai chị em mà. Ngắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hey. Rất hạt luôn. Mà cái kia thì chúng ta biết là cái này nó không sao. Chắc nó.